Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dám và mồm cụ Tổng Lưu Bình Nhưỡng nhân hậu quả thảm khốc. Trong một lần phát biểu trước nghị tri cử tri của Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng có phát biểu như sau: bây giờ Trung ương có chủ trương khuyến khích, anh nào mà đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền đi thì tôi miễn xử hoặc xử nhẹ đi, không phải xử nặng mới là tốt, không phải cắt hết tất cả mới là tốt. Vừa rồi mấy đồng chí Trung ương xin thôi, tức là phạm sai lầm là thôi ấy. Tự giác khuyến khích hoan nghênh cho các anh chị nghỉ công tác, anh bổ lắp lại cái tiền mà anh tha hồ tham nhũng. Đấy là cái mới nhất, rất nhân văn ấy, chứ không phải bắt rồi xử lý các thứ. Còn nếu anh ngoan cố, anh không chịu, thì lúc đó mang anh ra xử, chứ không phải xử nặng hay là xử đối xử với nhau như thế mới là tốt. Không phải khuyến khích ai đó đã chót nhúng chàm rồi thì rửa tay đi. Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước cử tri như vậy, ông Trọng có ý cho rằng quan chức tham nhũng mà trả lại tài sản tham nhũng và xin rút lui thì được miễn tội hoặc xử nhẹ. Nghĩa là ông Trọng ủng hộ việc quan chức nếu ăn không được thì nhả. Đây là quan điểm khuyến khích quan chức tham nhũng, chứ không phải là nhân văn như ông nói. Bởi ăn bao nhiêu cũng được, nếu bị phát hiện bao nhiêu thì trả bấy nhiêu như vậy. Quan chức quá an tâm để mà tham nhũng tiếp. Họ chỉ có được hòa và thắng, chứ không phải mất mát gì, không phải trả giá gì. Trái ngược với ông Nguyễn Phú Trọng, trong một lần trả lời phỏng vấn VTC News, ông Lưu Bình Nhưỡng đã phát biểu rất rõ ràng như sau: ở đây chúng ta đang bàn về vấn đề hình sự, chứ không bàn về vấn đề đi đòi nợ. Và vấn đề hình sự ở đây là vấn đề tham nhũng, chứ không phải là tội phạm kinh tế nói chung. Tôi lấy ví dụ như thế này, tội trốn thuế thì có thể vừa bị phạt tù, vừa bị phạt tiền, mà vẫn phải hoàn lại số tiền mà anh đã biển thủ của nhà nước, tiền thuế của nhà nước. Có thể bị phạt rất nhiều lần so với số tiền mà anh đã trốn thuế đó, mà anh vẫn phải đi tù. Như vậy thì cái hình phạt hình sự nó nặng lắm, chứ không chỉ là anh trả lại cái tiền đó thì anh không phải đi tù đâu. Và nếu chúng ta nhầm lẫn cái này là không được. Thế nên quan điểm của luật sư Khánh tôi thấy rằng nó rất rõ ràng với quan điểm là chúng ta ở đây có hai vấn đề. Một là vấn đề về kinh tế, anh đã chiếm hữu, chiếm đoạt tài sản của nhà nước và xã hội rồi thì anh vẫn cứ phải hoàn trả lại. Nhưng mà bởi vì hành vi của anh với tư cách là một tội phạm thì vẫn bị xử lý bình thường theo các quy định, có thể bị phạt tù. Vấn đề thứ hai mà chúng ta biết hết sức lưu ý rằng anh là cán bộ nhà nước, anh hơn dân là anh được cầm quyền lực nhà nước. Anh được sự tín nhiệm của người dân để anh đứng trong bộ máy công quyền. Anh được hưởng vinh hoa phú quý, anh lại còn tiếp tục sử dụng quyền lực đó. Anh không những được hưởng bổng lộc rồi, anh được hưởng đủ thứ trên đời này rồi, mà anh lại đi biển thủ, anh lại tham ô, anh ăn hối lộ nữa thì đương nhiên anh phải tội nặng hơn người khác chứ. Tại sao anh lại nộp cái tiền anh lấy rồi anh lại khỏi phải đi tù? Có nghĩa là thế này, anh không thể trốn tránh khỏi cái hình phạt mà anh vẫn phải nộp lại tiền, chứ chúng ta không thể bao giờ thay thế bằng cách nộp tiền phạt xem như là xong. Ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu trên đài VTC News. Đấy chính là lời phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng. Đây là quan điểm của một người hiểu biết luật pháp. Chỉ có làm những gì ông Nhưỡng nói thì luật pháp mới được thượng tôn. Ở các nước văn minh cũng có quy định như thế, chứ không thể dùng cách như ông Tổng Bí Thư vẫn nói. Nếu điều hành đất nước mà dùng cách như ông Tổng Bí Thư thì tham nhũng ngày một leo thang, chứ không giảm đi. Và thực tế đã xảy ra đúng y như vậy. Việc vả vào mồm ông Tổng Bí Thư được xem là hành động ăn gan hùm của ông Lưu Bình Nhưỡng đã phải trả giá. Ông bị ghép vào tội cưỡng đoạt tài sản, một loại tội khiến nhiều người phải bất ngờ và cảm thấy khó tin. Và sau khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt thì sẽ chẳng còn ai dám ăn gan hùm mà vả vào miệng cụ Tổng như thế nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Dám vả mồm cụ Tổng Lưu Bình Nhưỡng nhận hậu quả thảm khốc.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng cục 5 bị xóa, Tổng cục 2 bị liệt, Đảng đang mất tự chủ về tay bạn vàng. Từ khi lên nắm quyền vào năm 1945, Đảng Cộng sản đã chống Pháp, chống Mỹ và chống Tàu. Không kể thời kỳ thuộc Pháp, người Mỹ sau đó đặt chân lên miền Nam Việt Nam qua hai nền Cộng hòa, nhưng Mỹ không hề có ý định cướp Việt Nam. Tuy nhiên, với cuộc chiến biên giới vào năm 1979 chống Trung Quốc chỉ diễn ra trong 30 ngày ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc và những xung đột kéo dài sau đó, thì nguy cơ mất nước rất cao. Chiến tranh biên giới ở phía Bắc vào năm 1979 là thất bại nặng nề về tình báo của Việt Nam. Cuộc chiến chống Trung Quốc vào năm 1979 lẽ ra là một cái mốc lịch sử đáng tự hào của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, Đảng lại muốn xóa bỏ nó khỏi sách giáo khoa, không tổ chức ngày chiến thắng giặc Trung Quốc. Thật là nhục nhã cho cái Đảng mà suốt ngày rêu rao khẩu hiệu quang vinh muôn năm. Khi Trung Quốc tấn công biên giới vào năm 1979, Hà Nội hoàn toàn bị bất ngờ. Điều đó cho thấy công tác tình báo của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó rất lỏng lẻo. Đây là một bài học xương máu. Sau đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tăng cường công tác tình báo tại các tỉnh biên giới phía Bắc, giáp với Trung Quốc. Nhiệm vụ tình báo tại các tỉnh này do Bộ Nội vụ, tức là Bộ Công an ngày nay chịu trách nhiệm. Các phòng tình báo các tỉnh thường xuyên được Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, tức là Tổng cục 5, bố trí người thu thập tin tức tại đây. Tuy nhiên, vào năm 2018, không biết ông Nguyễn Phú Trọng đã thỏa thuận như thế nào với ông Tập Cận Bình, mà ông lại cho dẹp bỏ toàn bộ Tổng cục 5 của Bộ Công an, tức là Tổng cục Tình báo. Ông tiến hành thanh trừng mạnh những người trong cơ quan này. Ai không nguy hiểm thì cho về hưu, ai được cho là nguy hiểm thì bị gài bẫy và cho vào tù. Được biết, Thượng tá Tình báo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, từng là người của Tổng cục 5. Việc xóa bỏ Tổng cục Tình báo Bộ Công an là hành động phá rào, thả cho tình báo Trung Quốc dễ dàng xâm nhập vào Việt Nam bất cứ lúc nào và khi nào họ muốn. Ông tướng Trương Văn Long của Việt Nam từng cảnh báo rằng bọn xấu xâm nhập. Hồi năm 2016, trên mạng phát tán một clip trong đó Thiếu tướng Trương Văn Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân nói rằng: "Chúng tôi nói với các đồng chí là bọn xấu nó cải cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo. Hồi xưa chỉ có một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí là nó đã là con số đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa. Mà nếu chúng ta không phát hiện ra, không nghiêm trị thì xin thưa với các đồng chí là bọn xấu mà ông Long nói chính là gián điệp Trung Quốc." Sau khi clip này bị phát tán, ông Trương Văn Long bị Tô Lâm cho về hưu sớm. Hiện nay không ai còn dám nói lời ngay thẳng như ông Trương Văn Long trước đây nữa, bởi thế lực có chủ trương mở toang cửa cho tình báo Trung Quốc tràn vào giờ đây đã quá mạnh, sẽ không để ai dám ăn gam hùm mà phát biểu như vậy nữa. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có công dẹp bỏ Tổng cục 5. Trước đây, Việt Nam có hai cơ quan tình báo, đó là Tổng cục 5 của Bộ Công an và Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Giờ đây, chính quyền của Đảng Cộng sản chỉ còn Tổng cục 2. Tuy nhiên, thông tin từ người bên trong cho biết, ngay cả Tổng cục 2 hiện nay cũng chỉ là cái vỏ bọc. Thực chất, công tác tình báo hải ngoại đang rất yếu, hoàn toàn lép vế trước Cục Tình báo Hoa Nam của Trung Quốc. Ngay cả người của mình khi về hưu, Tổng cục 2 còn không bảo vệ được, thì có thể nói Tổng cục này gần như mù về tình hình bên trong nước bạn. Tổng cục 2 hiện nay chủ yếu lo đối phó với các phe cánh trong đảng để đánh nhau mà thôi. Không phải ngẫu nhiên mà ông Tập Cận Bình lại trao cho ông Nguyễn Phú Trọng huân chương hữu nghị, bởi công lao của ông Trọng trong vấn đề dẫn đường cho tình báo Trung Quốc tràn vào Việt Nam không phải là nhỏ. Và ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hiện nay
chính là cái tay đắc lực của ông Tổng Bí Thư cũng có công rất lớn trong việc dẹp bỏ Tổng cục V. Vì vậy mới đây ông Tô Lâm được Trung Quốc tặng huân chương Vạn Lý Trường Thành Vàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo .d với bản tin Tổng cục V bị xóa, Tổng cục II bị liệt, Đảng đã mất tự chủ về tay bạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.